Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Việt Airlines và trường phi công bay diệt vừa khánh thành trường bay tại sân bay Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là trường đào tạo phi công dân dụng đầu tiên tại khu vực miền Nam. Đơn vị cũng đã được giấy chứng nhận phê chuẩn cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không mức 1, gọi tắt là ATO1, để thực hiện các khóa huấn luyện người lái máy bay tư nhân từ Cục Hàng không Việt Nam với việc đón nhận ATO1 và khánh thành trường bay tại Rạch Giá, bay Việt đã chính thức trở thành trường bay đầu tiên huấn luyện cả lý thuyết và thực hành bay phi công cơ bản tại Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian huấn luyện tại nước ngoài và giảm chi phí huấn luyện cho học viên. Bay Việt ký hợp đồng với cảng hàng không Rạch Giá để sử dụng cơ sở của sân bay Rạch Giá làm căn cứ huấn luyện bay chính và thuê tàu bay phục vụ công tác huấn luyện. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trường bay tại Rạch Giá tiếp nhận hai tàu bay huấn luyện hiện đại. Test Nam B2008GC mới 100%, đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự, bảo dưỡng tàu bay và hệ thống tài liệu.